Xin chào tất cả các học sinh lớp 10. Hôm nay trước khi vào bài học thì cô xin mời các em xem đoạn clip. Thông tin thêm về vụ 4 thợ lặn tử vong trong khi trục vớt tàu chở dầu Onecast One tại khu vực biển xã Vinh Thanh, huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên Huế. Đại diện Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Thừa Thiên Huế vừa cho biết kết quả khảo sát ban đầu tại hiện trường. Theo đó, thì các khoang ballast của tàu Onecast One nhiễm khí ga với nồng độ rất cao, trong đó nồng độ khí hydrosulfur, tức là H2S, rất đậm đặc khi lực lượng chức năng thả vịt vào khoang ballast, nơi có thi thể các nạn nhân để kiểm tra nồng độ khí độc, thì vịt chết ngay tức khắc. Còn trên boong tàu thì không có khí độc phát tán. Theo các lực lượng chức năng tỉnh Thừa Thiên Huế, nếu muốn tiếp tục trục vớt con tàu này thì phải xử lý toàn bộ khí độc, nếu không sẽ tiếp tục gây ra những hậu quả nặng nề. Hiện tại lực lượng chức năng vẫn đang tiếp tục phong tỏa hiện trường, yêu cầu các lao động không được tiếp cận tàu Onecast One và tiến hành khám nghiệm tử thi, đưa ra kết luận chính thức về nguyên nhân cái chết của các thợ lặn. Sau khi xem đoạn clip thì các em thấy ở hydrosulfur có khả năng gây chết người. Vậy để tìm hiểu kỹ hơn hydrosulfur, chúng ta sẽ vào bài 32, hydrosulfur lưu dioxide và lưu trioxide. Trong giới hạn nội dung ngày hôm nay thì cô muốn truyền tải cho các em tới chỉ phần A, hydrosulfur gồm các nội dung như sau: tính chất vật lý, tính chất hóa học, trạng thái tự nhiên và điều chế. Trước khi vào tính chất vật lý của hydrosulfur thì các em xem qua những hình ảnh như thế này, chắc chắn các em đã từng tiếp xúc hoặc đã từng thấy hình ảnh như thế này, và đây là những nơi phát sinh rất nhiều khí hydrosulfur. Và ở trung học cơ sở các em đã từng biết khí hydrosulfur là một loại khí không màu, có mùi trứng thối và đặc biệt là rất độc. Nếu các em đã từng tiếp xúc khí hydrosulfur ở quả trứng thối thì cô có lời khuyên cho các em là các em không nên hít phải khí này, vì chỉ cần 0,1% trong không khí thì nó sẽ làm cho không khí nhiễm độc mạnh. Các em lưu ý điều này nhé. Ngoài ra, tính độc của hydrosulfur còn thể hiện rất là rõ nét qua những phần sau. Thứ nhất, làm rụng lá cây. Thứ hai, gây nhức đầu. Thứ ba, làm cho nếu độ cao sẽ làm cho mình bị hôn mê, thậm chí là gây chết người như clip các em vừa xem. Và nhẹ nhất là có thể làm mình mệt mỏi và nó ảnh hưởng đến sự sinh trưởng của cây trồng nha mấy em. Vì vậy, cô đặc biệt lưu ý một lần nữa khi các em tiếp xúc hydrosulfur nhé. Chúng ta vừa khảo sát tính độc của hydrosulfur. Ngoài ra, các em còn biết nữa là hydrosulfur nó nặng hơn không khí 1,17 nha mấy em, và hóa lỏng âm 60 độ C và tan rất ít trong nước. Các em lưu ý điều này nhé. Chúng ta vừa hoàn thành xong tính chất vật lý của hydrosulfur, và bây giờ mình sẽ vào một tính chất đặc biệt quan trọng của hydrosulfur, đó chính là tính chất hóa học nha mấy em. Cô mời các em vào tính chất hóa học của hydrosulfur, và đầu tiên mình sẽ vào tính axit của hydrosulfur. Hydrosulfur là một tính H2S có tính axit rất yếu. Khi hòa tan trong nước, nó tạo nên một dung dịch axit sulfuric. Đây là một axit yếu chỉ tồn tại ở dạng dung dịch, và đặc biệt tính axit của nó yếu hơn axit carbonic. Các em lưu ý điều này cho cô nha, để mình so sánh khi mình làm bài tập nha mấy em. Vì là một axit yếu cho nên hydrosulfur chỉ tan trong dung dịch 3 giờ mạnh, đặc biệt là nền NaOH, tạo nên hai muối. Đầu tiên là muối trung hòa sulfur, và muối thứ hai là muối hydrosulfur HS trừ. Và sau này khi vào cô làm clip về dạng toán thì cô sẽ nói rõ ràng chi tiết hơn khi nào sinh ra muối sulfur và hydrosulfur. Còn trong phạm vi hôm nay, các em chỉ cần nhớ cô nội dung như sau: khi tan trong dung dịch 3 giờ thì tạo thành Na2S natri sulfur, và Na2S tên gọi là natri hydrosulfur nha mấy em. Rõ ràng sau khi xong tính axit yếu hydrosulfur thì cô cũng mời các em xem sô si hóa của hydrosulfur trong lưu và các hợp chất của lưu nha mấy em. Đầu tiên các em nhìn hydrosulfur có sô si hóa thấp nhất là -2. Hydrosulfur này có khả năng tăng lên thành lưu huỳnh 0 hoặc lưu huỳnh SO2 cộng 4 hoặc SO3 cộng 6.
Vậy nhìn xong bảng này các em thấy HES có số hóa thấp nhất trong dãy số hóa của lưu huỳnh và hợp chất của nó. Vì vậy mà HES ngoài bên cạnh tính axit mà các em vừa học ra thì HES còn một tính chất thứ hai, đó là tính khử. Vì vậy phần kế tiếp cô sẽ vào tính khử của HES. Trước tiên cô mời các em xem video clip. Hydrosulfur tác dụng với oxy không khí. Rót axit clohydric loãng vào bình cầu có chứa sắt 2 sulfur. Phản ứng hóa học xảy ra, đậy nhanh miệng bình cầu bằng nút cao su có cắm sẵn ống vuốt nhọn. Đến khi hydrosulfur thoát ra mạnh, châm lửa đốt dòng khí thoát ra ở đầu ống vuốt nhọn, ta thấy hydrosulfur cháy trong không khí cho ngọn lửa màu xanh mờ. Lấy mặt kính đồng hồ chắn ngang ngọn lửa, ngăn cản bớt oxy không khí, ta thấy xuất hiện những tinh thể lưu huỳnh màu vàng. Sau khi xem clip xong thì các em thấy rõ ràng nếu đốt hydrosulfur thiếu oxy. Đây các em xem, các em nhớ ảnh này mà, thì ở dưới đáy này các em thu được một sản phẩm có màu vàng. Màu vàng đó chính là lưu huỳnh. Các em nhớ cô điều này nhé. Và các em phải ghi ra phương trình này vào giấy, vì đây là một phương trình rất đặc biệt. Nó sinh ra lưu huỳnh, 2S cộng oxy cho lưu huỳnh và nước. Ngoài ra, ở trong clip các em xem, thì các em thấy với số hóa từ trừ 2 đến 0, vậy rõ ràng 2S bị oxy hóa bởi oxy. Và trong phản ứng này các em thấy trên mũi tên này ở điều kiện không cần điều kiện đun nóng thì sẽ sản sinh ra là lưu huỳnh nhé mấy em. Nhớ điều này cho cô nhé. Ngoài ra nếu đốt oxy mà có không khí thì nó sẽ thu được ngọn lửa màu xanh nhạt. Các em nhớ hình ảnh này không ạ? Và khác với phương trình hồi nãy, ở đây mình phải có điều kiện là nhiệt độ ở đây. Thì sản phẩm không còn là lưu huỳnh nữa nhé, mà sản phẩm sẽ là SO2. Các em nhớ cô chỗ này rất đặc biệt và mình phải ghi ra giấy. Đây là hai phương trình mình rất dễ nhầm lẫn. Vậy thì rõ ràng tùy theo điều kiện phản ứng nó sẽ sinh ra những sản phẩm khác nhau. Lưu huỳnh trừ 2 trong 2S sẽ tăng lên lưu huỳnh cộng 4. Vì vậy trong trường hợp này 2S đóng vai trò là chất khử bị oxy hóa bởi oxy. Các em nhớ điều này chưa nha. Và oxy đóng vai trò là chất oxy hóa. Cô mời các em xem trường hợp là nước rơm tác dụng với hydrosulfur. Ở trường hợp này, nước rơm đang có màu nâu đỏ. Sau khi tiếp xúc với dung dịch hydrosulfur thì nó sẽ chuyển thành không màu và số oxy hóa nó tăng lên là cộng 6. Nhà em. Các em thân mến, cô vừa hoàn thành xong tính chất học của hydrosulfur. Trước khi phần mới, cô yêu cầu các em nhớ cho cô hai ý của tính chất học hydrosulfur. Ý thứ nhất, hydrosulfur có tính axit, nhưng trong dung dịch thì nó lại thể hiện tính axit rất rất yếu. Nhớ nha mấy em. Thứ hai, hydrosulfur có tính khử. Tuy nhiên, tùy theo điều kiện phản ứng, hydrosulfur sẽ khử, có tính khử mạnh hay là yếu. Nhá mấy em. Bây giờ cô mời các em qua phần trạng thái tự nhiên và điều chế của hydrosulfur. Trong tự nhiên, hydrosulfur tồn tại ở trong một số nước suối, trong khí núi lửa và đặc biệt có nhiều trong xác chết của người và động vật. Cho nên mình hạn chế tiếp xúc hoặc là hít phải những cái khí được sinh ra từ xác người và động vật nhé mấy em. Sau đây mình sẽ vào phần điều chế của HES. Có hai cách. Cách thứ nhất trong công nghiệp và trong phòng thí nghiệm. Tuy nhiên trong công nghiệp người ta không điều chế HES. Lý do là nó là chất độc và rất ít ứng dụng. Vậy trong phòng thí nghiệm thì người ta dùng cách gì? Các em biết là hydrosulfur HES là một chất khí. Tuy nhiên trong dung dịch thì nó là một axit. Nhớ điều này nhé mấy em. Vì vậy mà khi điều chế hydrosulfur HES trong phòng thí nghiệm, người ta phải dùng một loại muối sulfur tác dụng axit mạnh, thu được muối mới và HES sẽ thu được ở trạng thái khí và thoát ra khỏi bề mặt dung dịch nhé mấy em. Và nhớ điều này,
Vậy tóm lại phần điều chế của HAS, các em chỉ cần nhớ cô một phương trình này mà thôi nhé mấy em. À, bây giờ thì cuối cùng thì cô muốn củng cố xem các em cần nhớ là kiến thức các em vừa ôm ngày hôm nay, học ngày hôm nay như thế nào nha. Đầu tiên các em hoàn thành cho cô hai bài tập nhỏ. Bài tập 1 cô có 4 đáp án sau. Em hãy sắp xếp xem trong các đáp án này dãy nào sắp xếp tính axit giảm dần. Được chưa? À, và chắc chắn cho em đã có câu trả lời của riêng mình rồi phải không ạ? Và đáp án của cô chính là C. À, vì nãy các em đã nhớ không? HAS có tính axit yếu hơn H2CO3 thì tất yếu nó sẽ yếu hơn tính axit HCl nhé mấy em. Bài cuối cùng, các em hãy nhận xét sau đây nào, nhận xét nào là không đúng. Đây, HAS có tính axit yếu, đúng không mấy em? Đúng ha. Vậy mình sẽ loại đáp án A. Đáp án D, HAS có tính khử mạnh, nãy cô nhắc nhiều lần rồi. Vậy A với D mình sẽ loại. Vậy trong B với C các em chọn đáp án nào? Và đáp án của mình chính là câu B. HAS không có tính oxy hóa, cho nên câu này là câu sai, phải không em? Rồi, bài học của chúng ta đến đây là kết thúc. Cảm ơn các em rất nhiều vì đã tương tác và đồng hành cùng cô. Cô sẽ hẹn các em bài kế tiếp về SO2, SO3. Xin chào các em.